Vâng, từ cô Nguyễn Hồng xin chào tất cả anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên em xin giới thiệu tới anh chị một tác phẩm siêu to siêu khổng lồ, tác phẩm Tam Cụ Thiềm Thừ, chế tác từ chất gỗ nu nghiến nha anh chị nha. Vâng, và cụ thiềm thừ ở giữa đây là gai nu tự nhiên, một cái phôi gỗ rất là to. Và phôi gỗ này sau khi hoàn thiện xong thì còn nặng khoảng cỡ là 1 tạ 4 nha anh chị nha. Kích thước của tác phẩm đó là cao là 54, chiều ngang là 1m08 và chiều sâu là 69 nha anh chị nha. Rất là to luôn. Và tác phẩm này thì có giá là 19 triệu đồng bao ship luôn cho anh chị nha. 19 triệu đồng bao ship luôn. Siêu to siêu khủng lồ. Chất gỗ nu nghiến hay còn được gọi là ngọc nghiến ạ. Và anh chị nhìn thấy đấy ạ. Cực kỳ tuyệt vời, thần thái đẹp và cái chất gỗ cũng cực kỳ tuyệt vời, gai nu tự nhiên, đó là những điểm nhấn của tác phẩm. Ngang 1m08, cao là 54 và chiều sâu là 69 nha anh chị nhá. Giá của tác phẩm là 19 triệu đồng. Chỉ 19 triệu đồng thôi và bao ship luôn. Như chị nhìn thấy đấy ạ, mắt của các cụ thiềm thừ đều được gắn vào những viên vòng viên ngọc này, màu hồng ngọc rất là tuyệt vời luôn. Và giá chỉ là 19 triệu đồng như chị đang thưởng lãm từng cụ một. Vâng, ở đây bên trái có một cụ kích thước tầm vừa vừa, bên phải có một cụ nhỏ nhỏ, và giữa thì là một cụ thiềm thừ rất là to, siêu khổng lồ luôn nha anh chị nhá. Gai nu tự nhiên và anh chị đang được thưởng lãm đấy. Vâng, đây một cái phần bụng này và thần thái rất là đẹp luôn. Mắt gắn thêm viên hồng ngọc đó, nhìn rất là sáng. Đó, anh chị nhìn thấy như bông hoa nu chưa ạ? Như bông hoa nu, thần thái cực kỳ tuyệt vời. Đẹp. Miết chê luôn nha anh chị nhá. Quá đẹp luôn, anh chị đang nhìn thấy cái độ bóng của tác phẩm và cái màu sắc nhìn như là ngọc luôn rồi. Lý do vì sao mà chất gỗ này được gọi là ngọc nghiến. Vâng, bình thường gọi là nu nghiến hoặc là ngọc nghiến nha anh chị nhá. Nhìn như ngọc luôn. Kích thước của tác phẩm chiều ngang là 1m08, chiều cao 54 và chiều sâu là 69. Đó, anh chị nhìn thấy đấy ạ. Rất là cân đối đẹp này. Hai cái bên ở hai bên miệng này. Đường nét rất là đẹp. Bụng dưới, và anh chị nhìn đấy ạ. Nhìn ngắm cái đồng tiền mà em đang cầm trên tay, em đang phải cạn hết cỡ tay ra thì mới cầm được cái đồng tiền này. Em xoay mặt sau, em đặt tay vào thì anh chị có thể cân đối nhìn thấy kích thước của tác phẩm là to như thế nào. Vâng, bên đây có một cụ thiềm thừ nữa nha anh chị nhá. Vâng, ba cụ thiềm thừ chiêu hút tài lộc tiền vàng về cho gia chủ. Và ở phía dưới đây như chân này. Chân được làm rất là sắc nét nha anh chị nhá. Móng chân này rất là kênh bong. Tuyệt vời chưa? Rất là sắc, rất là sắc nét ở cái độ sắc nét tinh xảo của tác phẩm. Và đây những phía dưới là cụ đang ngồi chấn lên những đồng tiền vàng rất là to. Ở đây anh chị có thể nhìn thấy chất nu rồi. Trên cái chính vàng và cái đồng tiền vàng ở đây rất là đẹp, nhìn như là ngọc luôn. Mình cảm thấy sờ tay lên rất là sướng tay, có độ nhẵn này. Như ngọc tuyệt vời, phía hai bên hông là những cái đồng tiền vàng của cái sâu tiền vàng mà cụ đang ngậm nha anh chị nhá. Và đi đến phần lưng thì anh chị có nhìn thấy điểm đặc biệt của tác phẩm đó là gai nu tự nhiên. Với cái tình trạng phôi gỗ ngày càng khan hiếm như thế này thì để có một cái phôi gỗ nặng hiện tại thành phẩm là khoảng cỡ là 1 tạ 4 nha anh chị nhá. Tạ 4, tạ rưỡi là rất là hiếm luôn. Vâng, và đây là một đồng tiền vàng nữa mà cụ đang ngồi đang chấn lên, anh chị nhìn thấy em đặt tay vào đây. Quá nhỏ bé so với đồng tiền vàng này. Tác phẩm với kích thước là cao là cao 54, ngang là 1m08 và chiều sâu là 69, nặng tầm cỡ tạ 4 đến tạ rưỡi. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Nu đẹp, gai nu tự nhiên đẹp, mặt thần thái. Vâng, hai cụ ở hai bên cũng rất là tuyệt vời luôn nha chị nhá. Và giá của tác phẩm là 19 triệu đồng. Chỉ là 19 triệu đồng cho một siêu phẩm, siêu to, siêu khổng lồ như này. Và anh chị nào mà có một không gian rộng để trưng bày tác phẩm thì anh chị sở hữu tác phẩm này là thực sự là hiếm có, khó tìm và rất là tuyệt vời luôn. Ở một ngôi nhà rộng hoặc là nhà hàng mà trưng bày tác phẩm thì thực sự đây là vừa là một cái tác phẩm phong thủy, chiêu hút thêm tài lộc tiền vàng cho gia chủ, cũng vừa là một cái tác phẩm mà trưng bày tạo cái điểm nhấn cho không gian ở ngôi nhà của mình, trang trí nữa, ngôi nhà hoặc cửa hàng. Nếu mà là cửa hàng thì thực sự với anh chị là khách đến chắc chắn là sẽ ấn tượng với một tác phẩm này và luôn nhớ đến cửa hàng. Đó, và chúng ta cùng nhau quan sát lại thần thái của cụ thiềm thừ này. Vâng, tác phẩm cao 54, ngang 1m08, sâu là 69 và giá của tác phẩm chỉ là 19 triệu đồng thôi và bên em bao ship luôn nha chị nhá. Quá tuyệt vời luôn, một siêu phẩm cụ Tam Cụ Thiềm Thừ. Vâng, chấn như đồng tiền vàng rất là to đẹp như này.
Vâng, và anh chị nào mong muốn sở hữu tác phẩm đừng ngại ngần, hãy nhấc máy lên và alo cho bên em. Tượng gỗ Sở Nguyễn Hồng biết rằng anh chị đang mong muốn sở hữu tác phẩm với giá chỉ là 19 triệu đồng thôi. Sở hữu được một tác phẩm hiếm có, khó tìm như này, càng ngày cái phôi gỗ càng quý hiếm. Thì với một cái phôi gỗ to chế tác ra tác phẩm như này, em sợ vài năm nữa là không còn nữa nha anh chị nhá, không còn để sở hữu được nữa đâu ạ. Vâng, anh chị nào mong muốn sở hữu tác phẩm có thể liên hệ với bên em Tượng gỗ Sở Nguyễn Hồng theo hai số điện thoại 0987336318 hoặc là 0966336318 nha anh chị nha. Vâng, anh chị nhìn đồng tiền rất là to luôn này. Đấy, siêu to luôn, to hơn cái bàn tay của em. Đó. Vâng, mỗi cụ ngậm một đồng tiền nữa. Quá tuyệt vời. Và anh chị nào chưa nhấn đăng ký kênh YouTube Tượng gỗ Sở Nguyễn Hồng bên em thì có thể nhấn vào nút đăng ký và kích vào hình quả chuông để cập nhật những video mới nhất về những tác phẩm mới nhất mà bên em hoàn thiện chế tác ra nha anh chị nha. Em xin cảm ơn tất cả anh chị và hẹn gặp anh chị ở một video giới thiệu tác phẩm tiếp theo ạ.